Trinh ơi, chị có cái câu hỏi này mà câu hỏi của rất là nhiều người hỏi mình đó, mà không biết cách nghĩa là sao. Tức là ta nói là khi mà mình nói uống cái lai phát nano, người ta nói là thường thường đó là mình uống mấy cái qua này đây đó, có một viên thôi là nó đủ hết, một ngày uống có một viên thôi là nó đủ hết tất cả những cái chất bổ cho mình rồi, mà Thường tại sao cái có lai phát quan hay nano không? nó bắt mình uống tới 7 viên, Đó, mà nghe 7 tiếp viên to như vậy, đi. thành ra mà một ngày uống 2 lần nữa là cái như là 4 viên, thì tại sao nó làm ra nhiều viên quá? Ok, thì để trả lời câu hỏi của chị thì em phải đi một cái background trước, tại có cái nguyên nhân của nó. Chứ nói khơi khơi nhảy còn nói thì có thể không hiểu. Thì trong cái quá trình mà sản xuất một viên thuốc ra đó, thì giống như tụi em á, là chỉ là nó giống như cái powder thôi, giống như mình thấy cocaine, cái áp phiện, mình thấy bột thôi ha. Chứ thực ra nó là, tức là khi mà tụi em tới ngành, tụi em á là cái nghiên cứu giai đoạn đầu trong cái ngành rớt là chỉ là từ cái bột, nhưng mà trong đó là có công thức này ạ. Thì cái giai đoạn sau cùng hết, sau 10 tới 12 năm á, thì gọi là formulation. Formulation tức là giờ ok, chất này là trị được ung thư, bây giờ làm sao trở thành cái viên thuốc. Đó mà lý do mà tại sao chị thấy là mình uống thuốc, có viên thuốc, thuốc là thuốc viên, có cái là thuốc con nhộng, Đúng rồi, phải không? cái thuốc Có nén thuốc là phải dùng cái spray xịt vô, còn có có cái cái thuốc là thuốc nén chích và thuốc nén, tức là tất cả đều có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đầu tiên á, là điều mà tất cả những người scientist mà trong cái pharmaceutical á, việc đầu tiên họ muốn là nguyên thuốc của họ là viên thuốc viên, là tại vì cái cost làm thuốc viên là rẻ nhất ha. Nhưng mà khi là không làm được cái viên thuốc là cái việc đầu tiên formulation, tức là cái đó không phải ngành của em, nhưng mà là còn cái hệ thống đi chung, giống như nãy em nói là hệ thống mà cái power plant là chằng chịt lẫn nhau, em là một trong những giai đoạn. Thì có một cái scientist nữa chuyên môn là formulation, tức là lấy cái power của em á làm sao trở thành viên thuốc. Thì việc đầu tiên mà những người invest tại công ty Pfizer cần muốn là làm thuốc viên trước đã, chừng nào không tức là all fail mới đi ra đường khác, đúng không? Tức là lý do tại sao có insulin mà phải chích này nọ là phải có nguyên nhân, là không thể làm lành tách riêng được. Là tại sao một viên thuốc mà đi vào người mình á, đúng không, thì nó phải qua đủ giai đoạn, rồi khi tới cái bụng, tới bao tử, đúng không? Khi mà bao tử trong mình có cái enzyme, giống như em nói, hoặc là có chất cái chất xúc tác enzyme đó, nó break down cái thuốc của mình, đúng không? Có một cái nó không thấm vô được, tức nó không vào mạch máu mình, mà nó không thấm thì nó ra được nước tiểu thì đi luôn. Cho nên như vậy á, cái thời gian gọi là bio availability, tức là thời gian mà cái chất sản phẩm, mà cái công hiệu của thức công cụ của viên thuốc ở trong bụng mình không còn nữa, thì uống bao nhiêu là coi như mình bỏ, mình flush tiền mình ra thôi là hết rồi, cho nên cũng như là đi ra hết, không làm được viên thuốc viên, thì lúc đó mới làm cách khác. Thì mới là đó là lý do tại sao có một cái phải chích, là chích là sao đi thẳng vào cái chỗ mình cần phải lấy. Tại nếu mà đi qua cơ thể mình nó đi ra hết rồi, tại vì trong cái bụng mình cái axit, chất axit trong đó nó break down cái sản phẩm của mình, thì mình bị flush ra hết. Cho nên phải tả để phải có một thuốc viên, hoặc là thuốc chích hay là thuốc con nhộng, là đều có một cái nguyên nhân ha. Rồi tại sao mà có lai phát nano, thì em ví dụ mà cái chị ra chợ chị mua một viên mà có all in one, thì em ví dụ trong đây đi, nói lại cái sơ sơ là có vitamin, antioxidant, đủ thứ hết ha, bao gồm tất cả. Thì trong đó có một cái công thức là giống như đây là keratin, là công thức này đi, cái là carbon này nha, giống như là oil, very greasy, nó giống như là nước với lại dầu, mà hai cái mà đụng chung thì không thể nào mix được hết, không cách nào mix được hết. Thì trong những cái viên thuốc của mình cũng vậy, đúng không? Có DRK, công thức của nó vĩ đại như vậy, nó giống như very greasy, giống như là dầu lửa vậy đó, không? Hay là giờ nói dầu lửa thì nghe độc quá, olive oil rồi nhớ, những chất nó grease lắm, đúng không? Nó không vô được. Rồi em thẳng em nói luôn cái EHA, tại vì nó cũng có liên quan, nó cũng có một cái ví dụ của nó để em nói, tại vì khi thấy rồi thì sẽ thấy được cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Này là EHA ha, là alpha hydroxy acid, là alpha hydroxy acid là một trong những cái công thức mà mình thấy trong có Nu Skin 180 rồi PHA nữa, thì để em nói luôn tại nó cũng có liên quan. Ok, là PHA là nó có nhiều cái acid trên đây, mà cũng là carbon 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 carbon, tức là nó more grease hơn. Hồi nãy cái alpha thì nó gần giống cái chất nước của mình hơn, cho những người mà bị skin sensitive á, khi dùng cái chất nó vô hay bị giấy, cho nên 180 nó làm một cái có nhiều công thức PHA là nó hơi hơi nó giống cái dạng oil chút xíu đặng như vậy, những người mà skin sensitive mà không có bị, thì đó là nó hơi nó cũng có liên quan. Thì đại khái nói là những cái chất này á, là nó giống oil quá đi thì nó không mix được, mà khi nó không mix được á thì khi nó vào cơ thể của mình á,
cơ thể mình đó là đụng nhiều cái trong cái cơ thể của mình, giống như nó hình cái vẽ này, trong cơ thể của mình á, khi mà vô tới bên cái intestine là đường ruột của mình á, là có những cái wall để nó trap lại. Mà tưởng tượng viên thuốc bình thường này nha, em nói ví dụ như viên thuốc